Đây, mình đi đến cuối của con đường ấy. Xuống xuống cho chú cho kẹo mút này. Đây, mỗi cháu một chiếc nào. Xin chú chứ, bảo xin chú nào. Đây, bé gái này cho kẹo mút này. Không ăn kẹo mút á? Không sợ đâu, không phải người xấu đâu. Cầm 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 cho bạn. Này, cầm 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 đưa cho bạn. Trên này chắc là ít gặp người lạ nên là sợ. Sợ bắt cóc. Nghe thấy chị nói có từ bắt cóc. Mình quay ra ngoài đi xem cái chỗ đất của nhà anh Sùng cái sao nào. Các ok đấy, các bé cầm kẹo xong là ẩn xuống đây luôn. Chắc là sợ bị bắt cóc, chắc là bố mẹ dạy như thế. Thế rồi chơi đi, chú đi về đây. Chào nhá. Ok ok. Khoảng 50 mét thôi nhỉ. 50 mét chiều ngang. Đường đất cách đường bê tông khoảng cách đường bê tông độ khoảng tầm 200 mét. Mà 1 tỷ rưỡi. Đây thì đấy, đất đằng sau này có phải của họ nữa không? Đằng sau này này. Cái trên đồi này có phải của họ nữa không? Vâng. À, khác với cái đất dưới này à? À. Thế còn cái con rắn này có bán không chú? Em muốn mua thì bán. Con này bán bao nhiêu? 100. 100? Vâng. Được 2 lạng à? Trước khi được 2 lạng, 3 lạng. Rắn hổ, chú bảo rắn hổ măng chúa đấy. Vâng. Về băm chả à? Vâng. Làm thú thôi. Làm thuốc à? Làm thuốc chứ không phải mình ăn đâu hả? Vâng. Thế trong này còn nhiều nhà không cơ? Không, không có đâu. Có một nhà ở dưới kia, một nhà ở đấy. À, đây còn có hai nhà đây à? Hai nhà. Đây là thuộc bản gì đây? Cái này không phải không có bản chính này thì bản mới. À, bản mới. À, tức là dân về bản mới ở hết hả? À? Vâng. À, thế còn đây là 10 dân chỉ đi vào để đi làm thôi hả? Vâng. Vâng. Đây, cô đi lấy củi về đây. Cô có cái gì bán không? Có cái gì bán không? Có gì trong ba lô đấy? À quên, trong lù cỏ này là cái gì? Chè hay cái gì? Chè. Chè à? À, chè, chè. Đang bảo hỏi chú xem chú có đất bán không? Nhưng mà chú có đất nhà chú ấy phải 3 tỷ 6 chú mới bán nữa. Ở nhà chú cũng có mảnh đất gần đây nhưng mà... Có một mảnh ở dưới kia. À, có mảnh dưới thấp nữa. Một tỷ. Chỗ nào cơ? Chỗ nhà chắc trắng này ở dưới. À, dưới chỗ nhà trắng trắng kìa. Vâng. Nhưng mà chỗ đấy nó lại khuất nhỉ. Vâng. Tức là mình đứng đấy không nhìn được xuống Mường Lò đâu nhỉ. Cái này ô tô cũng đi được. À, ô tô vào được hả? Vâng. Giờ thế làm được khoảng mấy cái nhà ở đấy? Cái này thì chắc thì được. Còn được 3-4 nhà. Cũng được 3-4 nhà. Ừ. Thì bán tỷ mốt à? Vâng. Cái nghĩa lộ ở cái chỗ kia các bạn, mấy cái chỗ loang loang sáng sáng kìa. Vâng. Đấy. Đây là view nhìn từ trên suối Giàng nhìn xuống. Chỗ này thì ở trên này thì rất là mát, đứng cái lộ rất nóng nha. Mình đi lên đây một lúc đã thấy mát lạnh rồi, cảm giác lạnh lạnh rồi. Vâng. Thế rồi, thế có gì thì cháu lên cháu xem sau nhá. Vâng. Cháu vào trong này ngó địa hình ở trong này một chút nữa. Vâng. Rồi, chào chú nha. Vâng. Chú tên là gì nhỉ? Sùng. Chú Sùng à? Vâng. Chú Sùng ở bản mới à? Vâng. Để hôm nào cháu hỏi thăm vào nhà chơi nhá. Vâng. Để xem cái chỗ 3 tỷ 6 của chú xem thế nào. Vâng. Đi xem thì đi. Tí nữa cháu quay ra, cháu vào đây tí đã. Thế à? Vâng. Vào đây xem, cháu lên là hết đường đi rồi hả? Có chứ, có đường đi, có một nhà ở đấy. À đấy, cháu vào xem đã xong tí cháu quay ra. Vâng. Chú đi bộ thôi gì? Thế kiểu gì cháu vẫn đuổi kịp chú thôi. Vâng. Trên này thì người dân cũng biết làm những cái như kiểu là cái sân để ngắm cảnh các bạn, ngắm về cánh đồng Mường Lò. Đấy các bạn nhìn cái chỗ vùng trời sáng sáng màu vàng vàng ấy, đấy là cái ánh hoàng hôn ấy. Nay trời nó hơi nhiều mây nên là không nhìn được rõ Mường Lò. Mình phát hiện ra một cái quần thể những cây họ nhà đỗ, không biết cái này gọi là cái đỗ gì đấy các bạn này, của người Mông ở trên này này, đang nở hoa vàng rất đẹp. Thoạt nhìn mình cứ tưởng là một cái loài hoa gì đó ở trên này cơ, nhưng mà đây lại gần thì phát hiện nó là đỗ các bạn ạ. À, cổng hoa bằng cây hồng gai này. Ây già, gốc hồng này cũng rất là cổ.
cổ thụ luôn. Nó hồng rất to nhá. Bên này thì có một dàn chanh leo. Trên này thì người Mông hay hái cái búp chanh leo này để làm canh, để nấu canh. Nhà không có ai ở nhà rồi. Phong lan này. Có lẽ là chủ nhà đã đi vắng lâu rồi. Bát song để ở ngoài trời này. Nhìn nó mọc rêu lên rồi. Đây, còn có cả chim bồ câu nữa. Đây, mình vào ngó một chút. Tại thấy cái đám hoa đẹp quá nên là lên xem là hoa gì đây. Chào cô bé. Đang làm cái gì này? Hai anh em ở nhà. Ba anh em ạ. Cái này băm cho lợn hay cho gà đấy? Cho gà. Ôi gió to quá. Nhà mình cũng sau chè à em trai? Nhà cũng làm chè để bán à? À. Anh vào anh nhờ anh ngắm mừng lò một tí. Ở đây nhà nào cũng có view đằng sau nhìn ra cánh đồng mừng lò. Wow, bây giờ các bạn xem kìa. Mừng lò đẹp chưa? Mình zoom lại một chút nhé. Bằng khô mừng lò đấy các bạn ạ. Mình đi hỏi thăm để đi tìm nhà em dở. Nhưng mà nhầm tên bản các bạn. Ở đây là Tập Lăng, còn cái bản mà dở đi lấy chồng là bản Pa Cáng cơ. Mình nhớ nhầm tên, mình đi vào đây đâm ra là không phải. Đây, gặp một vợ chồng trẻ đi lấy củi về ấy, là mình đề nghị là cho mình vào nhà thăm nhà một chút các bạn ạ. Bởi vì là lần đầu tiên mình đến với cái bản Tập Năng này, nên là cũng muốn vào thăm một gia đình xem như thế nào. Hai vợ chồng rất là trẻ. Thế sao trong bản có cô gái nào giới thiệu cho anh cô nhá em nhá. Có nhiều hả? Thế thì tốt rồi. Ôi, thấy có một cô gái xinh nhưng mà lại bồng con thế này rồi. Anh cho trẻ con cái kẹo này. Tưởng là đang bảo cái nhờ cái cậu kia giới thiệu cho em nào chưa có chồng thì vừa mới gặp cô gái đầu tiên trong bản thì đã bế con này rồi. Hai đứa con rồi. Hai đứa rồi á? Em bao nhiêu tuổi mà hai đứa con rồi? 19 mà hai đứa con rồi. Ui, bế con đi đâu mua gì mà nhiều tiền này? Bế con đi mua sữa cho con. Đi mua sữa, nhiều tiền nhỉ? Không có tiền. Bản trong mình thì mọi người giàu đấy chứ nhỉ? Nghèo thôi. Nghèo à? Nhà em đây hả? Vâng. À. Cái xóm này còn có mấy nhà, dưới đây một nhà nữa à? Đây nhà đây mà. Có ba nhà đấy hả? Ở đây nhà đây mà. Hả? À. Ở đây hơi rõ này. Ở đây như thế xuống dưới vẫn có nhiều à, đi xuống còn nhiều nhà nữa à? Nhà vẫn nhiều xuống này. À ok, anh đi. Ở đây mới có nhiều trẻ con này. Ờ tí anh sẽ ra đường đó, anh đi xuống theo con đường dốc này tí xem nào. Đây thấy mọi người đang có cái gì băm chặt lục cục này. Đi xuống xem nào. Con chó này không biết có giữ không. Có vẻ nó khá là hiền đấy. Không gian cái nhà này lối nhà kia này. À, đang đập quế các bạn ạ. Xin chào.
Thấy có tiếng gõ lục cục mà không biết làm gì. Quế thơm quá. Nhà mình đang nấu cơm à? Ờ, có rau gì, rau đắng đắng gì đây à? Mới lại quả bí. Cho em bé cái kẹo này. Em bé còn đang cởi chuồng chứ. Ui rồi này, cho em bé cái kẹo. Đây, cho cái nữa. Đây là con của ai? Con của em à? Thế còn đây là em gái hay chị đây? Em gái. Em gái à? Em gái đang bóc quế. Quế thơm quá. Nhưng em gái hình như đang xấu hổ. Cho anh xin miếng quế. Được không? Được. Được à? Thế xin miếng quế à? Đây rồi, quế này giờ đang đói đói, ăn này khá là hay đấy. Ừ. Em gái này bao nhiêu tuổi rồi mà xấu hổ thế? Ừ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em. Ừ. 20. Thế còn em gái bao nhiêu tuổi? Em gái là 14 tuổi. Em gái 14 tuổi à? Em gái này có người yêu chưa mà nhát thế nhỉ? Đây cho em bé này cái cây kẹo nữa này. Em bé này cởi chuồng này không quay được rồi. Mưa tắm xong. Mưa tắm xong. Em bé này xinh lắm này. Em cứ xấu hổ đi mất rồi. Bên dưới này còn nhiều nhà lắm, các bạn không biết đi đường nào ấy. Hình như là phải đi đường khác. Cô gái đang thái măng để làm cơm tối này. Em ơi xuống nhà em đi đường nào đấy? Đường này ạ. À đi sang bên này à? Mình đi thử xuống đây em nào. Cái cô gái ở dưới này này. Mặc áo đen đen ấy. Không, là ở dưới này cơ, đang thái măng cơ. Dưới này. Ừ. À đây à. Để anh biết không, tí anh xuống anh trêu lại trêu phải con gái có chồng rồi chết. Thế còn cô áo đen này. Cô này chưa chồng à? Chị dâu. Chị dâu. Ôi đàn gà đen nó ngủ ở trên cây này các bạn này. Nó như đàn chim luôn á. Mình quay gần nhá các bạn xem nhá. Ui. Này muốn bắt con gà mà thịt cũng khó nhá. Nó biến thành chim hết rồi. Trêu cho nó bay nhá. Ui giời. Trêu thì nó đã bay hết rồi. Mình đi tiếp để cho các bạn xem các cái đường đi của làng nhá. Cô bạn. Ui. Đường này thì đến nhà nhau là chỉ có đi bộ thôi. Đây cô gái thái măng đây rồi. À thế này đi lên nhà em mà lại phải đi từ dưới cái đi lên đúng không? Vâng. Chỗ này là chỉ đi tắt thôi à? Vâng. À. Mọi người trong nhà đang chuẩn bị tối, cơm tối. À. Mình đi xuyên đây xem là sẽ đi đâu nào. Cái đường đi trung tâm đó. Trên này này các bạn xem này, toàn gà trên cây này. Gà đấy toàn như kiểu gà rừng ấy thôi. Mình mang quế đi bán à anh? Vâng. Anh giả. Trong người dân mình có vẻ giàu nhỉ, trồng được quế nhiều này. Em thấy nhiều nhà to. 0397. Đây mình đi vòng cái trung tâm bản này các bạn này. Ở đây thì công nhận là người dân trồng được quế nên là
kinh tế cũng khá là tốt. Toàn nhà to thôi, nhà sàn rồi nhà xây. Chào em bé này, em bé cái kẹo mút này. À đây xin đi. Phải o xài tề chứ nhỉ. À tiếng của cái xe này à. Đấy. À nhà mình có bộ bàn ghế nhìn khá là hay. À đây cho em bé cái kẹo bên này. Đây. Đấy. Em bé này thì chắc là sẽ biết nói rồi. Cho chú đi vào nhà cái nhá. Đây. Đấy, bộ bàn ghế rất là đẹp. À. Đây một số các loại rau chắc gia đình mới lấy ở trên rừng về để làm cơm tối. Chào chú. Vâng. Cháu quay gì đấy? Cháu đi thăm bản tí. Thế ở đâu? Cháu ở Nghĩa Lộ thôi mà. Nhưng mà chưa được vào tập lăng bao giờ nên là hôm nay bảo là vào tập lăng chơi. À nhà mình có nhiều dao lắm đây này. Mà dao đây nghe mọi người nói là hình như là dao lại của người, dao của người, người dao làm, người Mán làm. Đúng không chú? Vâng. Dao của người, người, người Mán bên kia làm đúng không? Ờ. Dao đấy. Vâng. Dao mua Văn Chấn. À, dao người Kinh à? Ừ, mua Văn Chấn tao là Mông. Mông Mã là của người Mông. À. À mình có phải dao của chú Huy gì đấy không? Đúng không? Đấy. À, dao, dao chú Huy đây à? Đây. À, cũng nghe một số mọi người nói về dao của chú Huy nè. Đúng rồi. À, làm theo dáng dao người Mông còn là do người Kinh làm. Đúng rồi, Kinh làm. Vâng, nên là nhiều khi các bạn mua dao tưởng dao người Mông nhưng mà không phải dao người Mông làm đâu các bạn ạ. Đấy, người Mông bảo có tiền mua nhanh hơn làm. Vâng, đúng rồi. Làm một con dao theo kiểu người Mông là mất mấy ngày liền. Vâng. Còn đây là cái này là cái để phơi quần áo các bạn ạ. Vâng, quần áo đông mưa. Quần áo mùa đông. Trên, mưa trên, này để con nhỏ ấy. À đấy, núi cao này nó hay mù mịt đúng không? Đấy. Phơi ra ngoài nó còn ướt hơn. Đúng rồi, nên là vào bếp nhà người Mông sẽ thấy có một cái gọi là cái thiết bị để phơi quần áo này. Đúng rồi. Bé này có kẹo chưa? Chú vẫn còn một cây nữa. Xin chú, hai tay. Hai tay. Ót xây tê. Phải bảo ót xây tê chắc mới biết nhỉ. Anh này chắc mới đi ấy à, mới đi bộ đội về à? À. Anh đi rồi. À đấy ạ. Vâng. À, anh là đi bộ. À nhà mình đây chắc là cũng chưa cán bộ thôn à? Thôn. Vâng, chưa là trưởng thôn. À vâng. Nào, cháu thấy nhiều giấy khen chứng nhận thế này. Vâng. Thế có phải nhà chú có cái nhà to bên kia không? Phải ạ. À vừa cháu thấy hỏi người dân bảo cái nhà to của trưởng thôn đấy. Đây, đây còn giữ cả cái trống. Ừ, cái trống. Trống này chắc trống của làng luôn rồi cơ. Trống của truyền thống ấy. À, đấy, cả vâng. Làng cả làng dùng cái trống này. Ừ, dùng cái do cái dùng họ nó dùng. Vâng. Ừ, nó giữ đấy. Vâng. Ừ. Ừ. Hai bà cháu đi đâu về này? Tám. Đi tám mà đây còn đúng còn một cây gạo cuối cùng. Xin. Xin đấy. Chú. À, ta xin. À, rồi. Đấy, đúng lần này thì hết thật rồi. Lần này móc ra còn chìa khóa thôi. Thôi cháu xin phép chú nhá. Vâng. Cháu lên trên chỗ để xe, chắc cháu quay ra ngoài kia để đi về được không muộn mất. Vâng, đi vâng. Vâng, thôi. Cháu về còn có việc nữa, hôm nào cháu lên bản chơi sau, hôm nào phải đi từ sáng cơ. Vâng, vâng, chào chú nhá. Vâng. Trời tối rồi các bạn ạ. Quay lại nhà vợ chồng trẻ kia chơi một chút nữa rồi mình đi về. Tối nay thì cũng sẽ không ở lại bản đâu bởi vì không quen được cô gái nào các bạn ạ. Ừ, chụp ảnh đấy. Đây, đường về nhà các bạn đây đây. Kìa kìa, cái nhà, nhà. Nhà to lúc mình nói của trưởng thôn các bạn nhỉ. Trong này mọi người làm ăn kinh tế rất là tốt. Anh đi được một vòng trái đất rồi. Vào thăm nhà em tí rồi anh đi về đấy không tối mất.
Đặc biệt là các bạn mà để ý nhà đất ấy thì rất là buồn cười, trong ngưỡng cửa này sẽ hình thành hai cái mô đất rất là cao. Cái đất này là hình thành do là đất ở dép thôi nhá, đất ở dép ấy, xong rồi mình bước ra bước vào nhiều nó bám vào và nó tạo thành. Nhà bạn này cũng vừa mới đi lấy ngô về này. Năm nay được mùa ngô không em? Họ cho. Ở thế nhà mình mà có hai bàn thờ như này là như nào em? Cái này là một bàn thờ là ở trong nhà, một bàn thờ là của bố cho. Bố xã là cũng đấy. Một bàn thờ của bố. Một bàn thờ như kiểu là của để gọi là thầy đúng không? Của thầy cúng, còn bàn thờ là thờ tổ tiên của mình đúng không? Đây cái khèn này chắc cũng của bố em à? Của em à? Đây là ảnh em với vợ đây á. À, tức là chụp ảnh cưới rồi à? Nhưng mà chưa cưới thôi gì. Tí biểu diễn cho anh một điệu khèn được không? Em không biết thổi. Chưa thổi à? Rồi giờ xuống bếp xem nào. Vợ của em tên là gì nhỉ? Nga. Không phải em, không phải em trai đấy. Em tên là gì? Giàng. Em là Giàng, vợ là Nga. Vợ của Giàng bây giờ mới gầy bếp để chuẩn bị nấu cơm tối. Ở trên bếp này. Đây là xương của con gì đấy em? Bò. Xương con bò. Ủa. Để nó lau rồi. Nhưng mà mình để đây rồi mình để làm gì nữa? Để khô. Để khô để chơi thôi à? Đúng không? Đây là cái chỗ sừng nó phải không? Thế đây hàm răng. Còn kia là chân của nó. Để mình đựng cái gì đây? Đừng bật lửa. Đừng bật lửa à? Bật lửa hút thuốc. Một cái khúc gỗ. Ở trên này cái gỗ lũa, gốc lũa nhiều nhỉ em nhỉ? Anh thấy lận ở bên đường lá liệt luôn. Ok, cảm ơn.